Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Gia Nam Audio lại lên sóng giới thiệu với anh em một cặp loa của Hartbeats. Dòng loa này là dòng loa kiểm âm anh em nhé, dòng loa kiểm âm monitor, acoustic monitor HL Compact, và loa về trong tình trạng zin và đẹp. Và cái cặp loa này thì là đã có khách chốt rồi, em chỉ làm một cái clip để test sơ qua cái chất âm của nó, test tạm thôi để gửi cho khách, bởi vì là cặp này khách đã chốt rồi. Sau đây em làm tí chất âm anh em nghe thử nhé. Loa rất là đẹp anh em nhé, nhưng mà tiếc là khách đã chốt. Cái đời này là đời nhân vàng, nhưng mà mùa nó hơi em nghe sâu lên trong nắng và lá rụng ngoài sông, nghe tin mình vào quên. Đôi này là có lưới có lưới anh em nhé. Và sắp tới đây là em lại về một đôi nữa. Đôi này thì đã bán rồi, và sắp tới đây em sẽ về một đôi nữa. Và đôi kia thì nguyên bản, hàng ship bên kia về luôn, không có lưới. Hàng không có lưới anh em nhé. Và có chân zin của nó luôn. Chuẩn bị tới đây em sẽ có một cặp về chân zin luôn. Có chân zin, đôi này thì không có chân. Đôi này mỗi loa thôi, mỗi cặp loa thôi, không có chân. Và đôi sau sẽ là một đôi chân zin. Và cái lưới này là cái lưới cái loa của nó là cái lưới mút. Và cái cặp loa kia thì nó nguyên bản 100%, ship từ bên kia về luôn, là nó lưới mút. Và lưới mút đã bị mục, thì là cái cặp sau này sẽ không có lưới. Và cặp sau thì lại có chân zin của hãng luôn. Chuẩn bị anh em có nhu cầu thì cứ chuẩn bị chờ đón nhá. Còn cặp này thì khách đã mua rồi. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.